Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, không gian là một đại lượng cực kỳ quan trọng của thế giới. Nói ra thì đa to bua lớn lắm, nhưng để hiểu một cách đơn giản thì nó chính là thứ mà mọi vật cần có để tồn tại được. Không có không gian thì không có một thứ gì có nơi để tồn tại hết. Các bạn còn nhớ quyền năng của viên đá không gian chứ? Nếu có viên đá đó thì chúng ta có thể tùy ý mà dịch chuyển tức thời, tạo ra những không gian mới hay cô lập mục tiêu vào một chiều không gian khác. Nghe thú vị nhỉ? Bạn có biết rằng trong thế giới Pokemon, không gian hoàn toàn nằm dưới sự chỉ đạo của một Pokemon. Nói cách khác, nó chính là hiện thân của không gian. Đó là Palkia, một Pokemon xuất hiện từ những ngày đầu tiên của vũ trụ. Là một Pokemon có vai trò cực kỳ quan trọng đến sự tồn vong của tất cả mọi thứ. Nhân dịp Palkia cùng nhiều Pokemon huyền thoại khác đã được nhập cảnh vào Paldia với hình dạng tối thượng Origin Palkia. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video những sự thật về Palkia, kẻ cai trị tối cao của không gian nhé. Thông tin cơ bản, Palkia là Pokemon huyền thoại mang song hệ rồng và nước được giới thiệu trong thế hệ 4. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào và là một thành viên của bộ ba sáng tạo cùng với Dialga và Giratina. Trong gần như mọi lần xuất hiện của mình, Palkia luôn xuất hiện cùng với Dialga. Bộ đôi này có mối quan hệ nhân quả với nhau như hai mặt của một đồng xu. Palkia thuộc chủng loại Pokemon không gian. Nó là một Pokemon rất to lớn. Nó cao 4,2m, nặng 336kg. Palkia còn có kích thước to hơn nữa khi ở dạng Origin. Chi tiết về dạng form này chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Palkia là linh vật của Pokemon Pearl cũng như bản remake Shining Pearl. Trong quá khứ, nó được tôn thờ bởi Pearl Clan. Những người tin rằng Palkia là kẻ đã tạo ra toàn bộ thế giới và gọi nó với cái tên đấng Sinnoh toàn năng. Nguồn gốc, Palkia là một Pokemon vô cùng cổ xưa. Nó đã tồn tại ngay từ những ngày đầu tiên của vũ trụ. Thậm chí, chính cái vũ trụ này là thứ được nó tạo ra. Theo truyền thuyết thời không Sinnoh, khi trên cõi đời này không có bất cứ một thứ gì, khi bóng tối bao phủ hoàn toàn không gian tuyệt đối, giữa khoảng không gian vô tận của sự hỗn loạn đó đã xuất hiện một quả trứng. Quả trứng không lâu sau đó đã nở ra Pokemon đầu tiên, đó là Arceus. Arceus chính là Pokemon đầu tiên của vũ trụ. Trong ngài sở hữu sức mạnh vô hạn từ cái thế giới này. Vì cảm thấy sự cô đơn trong mình và muốn tạo ra một vũ trụ đầy màu sắc, nên ban đầu Arceus đã tạo ra 3 quả trứng. 3 quả trứng đó cũng nhanh chóng nở ra 3 Pokemon khác, bao gồm Dialga, Palkia và Giratina. Chúng được Arceus ban cho những quyền năng nguyên thủy nhất của vũ trụ là thời gian, không gian và phản vật chất để có thể giúp Arceus tạo dựng vũ trụ. Người ta nói rằng khi trái tim của Dialga bắt đầu đập thì dòng thời gian bắt đầu chảy. Khi Palkia được sinh ra, nó thở vào khoảng không xung quanh, hình thành lên các không gian sống đầu tiên. Có thể thấy chính Palkia là kẻ đã tạo ra những không gian đầu tiên. Chứ ở khoảng thời gian đầu tiên của vũ trụ, làm gì có không gian, chỉ có một màn đêm thăm thẳm mà thôi. Truyền thuyết cũng kể lại rằng Arceus đã tạo ra toàn bộ thế giới bằng 1.000 cánh tay, đầy như ám chỉ đến chiêu thức lưu tình phán quyết của ngài. Cũng trong khoảng thời gian đó, Dialga và Palkia tiếp tục mở rộng thêm vũ trụ và làm ổn định dòng chảy thời gian và các không gian. Nhờ hơi thở của Palkia mà các không gian mới được ổn định và được nới rộng thêm. Cũng trong khoảng thời gian này, Giratina đã thách thức kẻ đã tạo ra nó là Arceus. Kết quả là nó thua trận nên bị trục xuất vào thế giới ngược Distortion World. Sự căm hận của Giratina vẫn còn để dẫn đến những sự kiện đã xảy ra tiếp theo trong Pokemon Legend Arceus. Sau khi vũ trụ đã ổn định, Dialga và Palkia rời đi vào trường không gian của riêng mình. Chúng vẫn tiếp tục quan sát thế giới này. Bằng chứng để lại chính là di tích trụ giáo trên đỉnh núi Tengan, ngọn núi cao nhất tại Sinnoh. Nhờ có công tạo dựng nên vũ trụ nên Dialga, Palkia và Giratina còn được gọi chung là bộ ba sáng tạo. Ý tưởng thiết kế tương tự như Dialga, Palkia cũng được tạo ra dựa trên truyền thuyết thần đạo của Nhật Bản. Theo đó, hai vị thần cổ xưa là Izanami và Izanagi đã tạo ra một hòn đảo bằng một ngọn giáo, dựng một cây cột trên đó và từ đó tạo ra các hòn đảo của Nhật Bản. Chính Dialga và Palkia cũng là hai kẻ đã tạo dựng ra vũ trụ này, nơi mà mọi thứ sau đó bắt đầu được tạo ra theo sau. Về ngoại hình, Palkia có thể được dựa trên một con rồng phương Tây kết hợp với một viên ngọc trai. Nó cũng mang nhiều đặc điểm với loài khủng long ăn thịt Theropod, với răng đứng bằng hai chân, cái đuôi to khỏe và hai tay trước khỏe khoắn, trái ngược với Dialga là loài khủng long ăn cỏ. Lý do Palkia có hệ nước, như các bạn đã biết, Palkia là Pokemon có song hệ rồng và nước. Trong đó, rồng là hệ chính, nước là hệ phụ. Chắc nhiều bạn sẽ có câu hỏi, tại sao Palkia lại có hệ nước nhỉ?
Như các bạn đã biết, nước chiếm đến 3/4 bề mặt hành tinh, nước không có hình dạng cố định. Chính vì thế, nó có thể tham chiếu đến các dạng vật chất luôn thay đổi trong vũ trụ, với năng lượng và vật chất luôn luôn thay đổi. Là vị thần của không gian mà nước lại có thể tham chiếu đến mọi khía cạnh của mọi dạng vật chất, nên tất nhiên Bakia có mang hệ nước là điều có thể hiểu được. Vì là nước nên Bakia có thể lên lỏi vào mọi ngóc ngách của mọi không gian khác nhau. Hình dạng Origin trong 3 thành viên của bộ 3 sáng tạo, chỉ có Giratina là Pokemon duy nhất có được dạng form thứ hai là dạng Origin từ trước đó. Còn hai Pokemon còn lại là Dialga và Palkia phải đợi rất lâu, cho đến khi Legend Arceus được ra mắt thì chúng mới có cho mình dạng form này. Ở hình dạng Origin, Palkia cao đến 6,3m và nặng 660kg. Nhưng mà tay của bạn đâu Palkia? Bạn bị cụt rồi à? Thế bạn chém xe nát không gian kiểu gì đây bạn ơi? Hình dạng Origin của Palkia có nhiều nét tương đồng với Arceus. Nó mang những nét tương đồng với Nhân Mã và Pegasus, một con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp. Vì Arceus được lấy ý tưởng từ Kỳ Lân nên ảnh hưởng này được nhìn thấy ở Origin form Palkia, cũng là sự pha trộn giữa ngựa và rồng. Khi chuyển về hình dạng Origin, Palkia vẫn có tổng chỉ số là 680, nhưng 20 điểm từ Attack đã được chuyển sang cho Speed, biến Pokemon này có điểm tốc độ lên đến 120, một Pokemon có tốc độ vô cùng nhanh. Một số sự thật thú vị khác, Palkia là Pokemon hệ nước nặng nhất, cụ thể là 660kg khi ở dạng Origin. Trong các bản game trước đây như Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, Palkia có tỷ lệ bắt là 30, một tỷ lệ bắt vô cùng thấp. Mặc dù Palkia được biết là một Pokemon không có giới tính trong bên series, nhưng nó được cho là mang giới tính nữ trong Pokemon Mystery Dungeon. Lưu ý là điều này chỉ xảy ra trong Pokemon Mystery Dungeon thôi nhé. Còn trong mọi bản game của main series, Palkia đều là Pokemon không có giới tính. Cái gì quan trọng phải nhắc lại hai lần. Hình dạng Primal Palkia, không chỉ bộ đôi Raiden và Kyogre mới có dạng nguyên thủy, mà Palkia cũng có hình dạng này nè. Nhưng mà nó lạ lắm, cũng trong Pokemon Mystery Dungeon, khi các không gian bị xáo động, Palkia trở nên điên loạn nên đã chuyển sang trạng thái Primal Palkia. Tên gọi của nó cũng gọi là Primal, nhưng về bản chất nó khác hoàn toàn so với Raiden và Kyogre. Với Palkia là nó bị mất đi sức mạnh và biến đổi, còn với Raiden và Kyogre là chúng nó chuyển về hình dạng thật sự của mình, nên dĩ nhiên sức mạnh được tăng lên vô cùng nhiều lần. Hình dạng này của Palkia chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ một main series nào, nên chắc chắn là nhiều fly sẽ không biết. Được triệu hồi bởi bộ ba ao hồ, chi tiết này thì quá quen thuộc rồi nhỉ. Cả trong game lẫn anime, không ít lần chúng ta đã triệu hồi Palkia bằng cách bắt bộ ba ao hồ. Nguyên nhân là do sau khi sáng tạo thế giới, Arceus đã tạo ra ba viên ngọc, đó là Adamantos, Lucius và Griseus, để các sinh vật khác nhớ về công lao của bộ ba sáng tạo. Trong đó, Adamantos có thể triệu hồi Dialga, Lucius có thể triệu hồi Palkia, riêng chỉ có Griseus là không thể triệu hồi được Giratina. Đây như hình phạt dành cho Giratina vì dám bố lao chống lại bố già. Theo truyền thuyết, khi ai đó bắt được bộ ba ao hồ và mang chúng lên di tích trụ giáo, họ có thể chiết xuất ra một thứ pha lê để tạo ra các dây xích màu đỏ. Khi Palkia được triệu hồi, sợi xích màu đỏ này có thể khống chế được nó và bắt nó phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Đây chính là cách mà Team Galactic đã làm để tạo ra một vũ trụ mới. Còn cái kết như thế nào thì mời các bạn chơi lại bản Shining Pearl để biết thêm chi tiết, hoặc xem lại phần phim Diamond and Pearl cũng được. Quyền hạn và sức mạnh là vị thần cai quản không gian. Palkia có thể làm chủ mọi khía cạnh của không gian. Nó có thể tác động đến không gian theo bất kỳ cách nào, như bẻ cong không gian, tạo ra không gian mới, hay đi du hành qua các không gian khác nhau. Người ta nói rằng sức mạnh của nó thậm chí có thể bẻ cong cả thực tại. Nhờ hơi thở của Palkia mà không gian xung quanh mới được ổn định. Palkia sống trong một chiều không gian khác, mọi nghiên cứu về hành vi của nó là vô nghĩa. Palkia có thể dễ dàng tạo ra các không gian mới rồi nhốt đối thủ vào bên trong. Một khi đối thủ đã bị nhốt vào bên trong thì rất khó có thể thoát ra bên ngoài. Ngay cả chủ tịch Arceus cũng từng bị Palkia nhốt. Trong không gian mà Palkia tạo ra, nó có thể kiểm soát mọi thứ, thậm chí là hồi sinh cả những Pokemon đã chết trong không gian đó. Palkia có tính lãnh thổ rất cao, điều này càng được chứng tỏ khi nó từng nhiều lần xét kèo đơm nhau với Dialga. Tuy hai đơm nhau, nhưng cùng với nhau, chúng có thể tạo ra cả một vũ trụ mới, hoặc xáo sổ cả cái vũ trụ này chỉ với một động thái rất nhỏ.
Ở dạng Origin, Bakia sẽ đi bằng 4 chân và cũng có khả năng bay, đồng thời giải phóng các thiên thạch và sóng xung kích ra xung quanh. Những sóng xung kích phát ra từ cơ thể nó có thể làm biến dạng cả không gian. Khi Bakia sử dụng sức mạnh của mình, viên ngọc Lucius sẽ luôn phát sáng. Bakia được kính sợ như một vị thần trong thần thoại Sinnoh. Trong quá khứ, nó được tôn thờ bởi Perkalan, những người gọi nó là đấng Sinnoh toàn năng. Bakia có khả năng nói chuyện thông qua thần giao cách cảm, như đã thấy khi nó giao tiếp với thủ lĩnh của Perkalan là Irida. Ngoài ra, Bakia có thể điều khiển và lan truyền các biến dạng không thời gian do Giratina gây ra, thứ tạo ra các Pokemon Alpha và khiến các Pokemon quý tộc trở nên điên loạn. Tuyệt chiêu xé nát không gian, quyền năng về không gian của Bakia được thể hiện rất rõ qua chiêu thức độc quyền của nó, đó là xé nát không gian. Nghe cái tên thôi, các bạn cũng có thể mường tượng được sự đáng sợ của chiêu thức này rồi đúng không? Khi sử dụng, viên ngọc Lucius trên vai của Bakia sẽ phát sáng màu hồng, đồng thời đôi mắt nó phát sáng màu cam, cánh tay của Bakia bắt đầu tập trung năng lượng. Sau đó, nó chém mạnh vào không khí, tạo ra một vệt sáng năng lượng hình lưỡi liềm. Đúng như cái tên xé nát không gian, bất kỳ thứ gì bị vệt sáng đó cắt phải sẽ bị chuyển sang một chiều không gian khác. Trong thế giới thực, mọi hình thái vật chất hay thậm chí là các chiêu thức của các Pokemon chỉ cần bị vệt sáng chạm phải sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Là một chiêu thức rất mạnh của hệ rồng, lại còn có phần nhằm cao crit, xé nát không gian là một chiêu thức không thể thiếu và được sinh ra chỉ để dành riêng cho Bakia. Không giống như tiếng gầm của thời gian, Bakia có thể liên tục sử dụng xé nát không gian mà không cần nghỉ. Người ta nói rằng xé nát không gian còn có thể mạnh hơn nữa khi Bakia đang ở hình dạng Origin. Nhưng vì không có tay, tôi vẫn chưa biết nó xé nát không gian bằng cách nào, chém bằng mồm hay bằng gì. Bakia và những lần xuất hiện. Bakia là một Pokemon cực kỳ quan trọng của vùng đất Sinnoh. Nên tại phần phim Diamond and Pearl cũng như bộ 3 movie 10, 11, 12, nó đều có vai trò rất quan trọng. Lần đầu xuất hiện, chúng ta thấy nó đang PK với Diaga. Nguyên nhân là do Arceus sắp thức tỉnh, làm cho không gian sống của cả hai va chạm với nhau, nên chúng đều nghĩ cả kia đang cố tình xâm phạm lãnh thổ của mình, nên là phải đánh thôi. Vì quyền năng của cả hai đều vô cùng to lớn, dẫn đến thị trấn Adamot, nơi có tháp không thời gian bị kéo vào trận chiến. Chính quyền năng của Bakia đã chuyển cả thị trấn vào một chiều không gian khác luôn. Kinh dị. Trong trận đấu kinh thiên động địa này, Bakia đánh gần như ngang kèo với Diaga, nhưng viên ngọc Lucius của nó bị vỡ, dẫn đến việc nó nổi điên. Phải đến khi nhóm Satoshi kích hoạt được tòa tháp đôi để bài hát huyền thoại Orison cất lên, cơn giận của cả hai mới ngơi nguôi. Bakia cũng được chữa lành vết thương, nó đặt thị trấn lại vị trí ban đầu, đồng thời cũng hồi sinh luôn cho con Darkrai đã bị xóa sổ trước đó. Trong movie 12, Bakia xuất hiện để cứu Diaga một mạng, rồi nhờ có chị Sina, hai đứa cũng giảng hòa với nhau. Sau đó, khi Arceus tiến đến Michina, nó cùng hai người anh em của mình đã đứng ra bảo vệ con người mà chống lại Arceus. Trong khi Diaga ăn có hai kill là nằm bẹp dí, thì Bakia đánh vô cùng hăng, nó thậm chí còn nhốt Arceus trong một chiều không gian khác, cố cho nhóm Satoshi khá thời gian. Nhưng đó cũng là tất cả những gì nó có thể làm được. Kết quả thì vẫn bị Arceus đập cho như mấy cái mền rách. May mà trước đó, Diaga đã đưa nhóm Satoshi về quá khứ để thay đổi quá khứ, không thì xác định cả cái thế giới này bay màu. Trong movie 18, Đường Đường là kẻ cai trị tối cao của không gian, nhưng Bakia lại bị một thằng xỉu nhi là Hopa mở một cổng không gian rồi túm đầu lôi ra. Nó khống chế rồi bắt Bakia phải đuổi theo một con Hopa bé khác. Trong sự kiện này, Bakia đã chém bay mấy tòa nhà bằng xe nát không gian, nhưng lại không thể xử lý được vết nứt không gian do quá nhiều Pokemon huyền thoại tụ tập tại một điểm, nghĩ nó cũng nhục. Trong series thì Bakia xuất hiện được 2 lần. Lần 1 là khi Team Galactic sử dụng bộ 3 ô hổ để triệu tập cả Diaga và Bakia nhằm tạo ra một vũ trụ mới. Lần này cũng nhờ có nhóm Satoshi mà không có vũ trụ mới nào được tạo ra hết. Lần 2 cũng mới đây thôi, Diaga và Bakia bị Team Rocket khống chế bằng những sợi xích màu đỏ. Không biết là chúng kiếm mấy sợi xích này ở đâu. Vì sức mạnh của hai Pokemon thần thánh này tỏa ra mà các thế giới bị xáo trộn với nhau, còn các Pokemon thì bị thu lại thành trứng. Còn bản thân Bakia và Diaga bị nhốt trong sợi xích và cắn nhau như hai con thiểu năng, đến chịu. May mà điều ước của nhóm Satoshi đã chạm được đến Arceus nên ngài mới xuất hiện để giải thoát cho hai con hàng này, không xác định là chúng nó còn bị xích dài. Có thể thấy, Bakia là một Pokemon có quyền năng cực kỳ khủng khiếp và có vai trò rất quan trọng đến sự tồn vong của toàn vũ trụ, nhưng có vẻ như bản thân nó lại bị dìm khá nhiều, nghĩ nó cũng cay. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này?
Hãy comment bên dưới để Ade đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.